Đâu rồi, anh cầm lên nói chuyện tán gái được, có gì đâu. Rồi mời Lợi Minh này. Lên nói một miếng nhá. Đang xem Lợi Minh, không biết là Lợi Minh còn đây không. Rồi đang kết nối. Rồi xin chào. Hello, chào anh Bằng, Rồi. chào anh chị em các bạn trong diễn đàn. Ngồi sớm giờ nghe anh chị em các bạn chia sẻ, phải nói là rất là nhiều đề tài. Từ biển đảo và qua tới vấn đề an ninh quốc gia và vấn đề mà kinh tế, chính trị, xã hội, con người. Thì nói chung thì nãy giờ nghe một số mấy thành phần mà gọi là thế lực, mà gọi là chống phá đất nước. Mấy anh Chống cộng mà cực Việt đoan. kiều Mỹ mà chống cộng cực đoan á. Tôi nói mấy anh, cỡ mấy anh là chỉ có tôi chỉ mấy anh cứ ngồi đây, mấy anh lên trên mạng á, mấy anh chê bai Việt Nam đấy. Tôi nói cái này, tôi xin lỗi trước là vấn đề nó đụng chạm một số những người mà Việt kiều Mỹ hiện nay đó. Mấy ông mà Việt kiều Mỹ á, mà chống cộng cực đoan ở trên cái diễn đàn này đó, tôi nói mấy ông toàn là dân cu li không à, Đúng rồi. mấy ông toàn là cu li mà, mấy ông đừng có nói bài đặt mà mấy ông chê bai Việt Nam. Mấy ông qua Mỹ hiện nay đó toàn là mấy ông đi dũa, mấy ông đi dũa neo mà, tại vì cái ngành nghề của Mỹ đó, qua Mỹ mấy ông đó, học học hành đó, tiếng tiếng Anh đó, mấy ông học còn không xong mà tiếng Anh cà bập bẹ, mấy ông học đâu có nổi đâu. Đấy. Mấy ông, tôi nói ở Mỹ hiện nay mà ngay cả cái đài BBC của chống cộng đó, còn nói mà người Việt đó, ở Mỹ đó, là bị lép vế nhất trong tất cả các dân mà tộc thiểu số đấy. Người Việt Việt Nam đó, người Việt Nam đó anh Bằng, là một cái dân tộc mà gọi là bị lép vế nhất, và trình độ học vấn mà về sự hiểu biết kém khủng khiếp đó. Chỉ được vào một số nào đó mà họ cũng có một số giỏi nào đó, nhưng mà người Việt vẫn bị lép vế đấy. Cũng một số giống như được vào trong quân đội Mỹ, hay là được làm trong những cái cơ sở hành của Mỹ lớn, chỉ một số nhỏ thôi, so ra tất cả các dân tộc khác. Mấy ông lên trên này, mấy ông chê Việt Nam, chê người dân trong nước thế này nọ. Cái trình độ học vấn của Việt Nam á, người dân ta trong nước đó, người ta đào tạo ở cái mức và cái khả năng của cái sự phát triển của đất nước cỡ đó thôi. Chứ mấy ông đừng có lên trên này mấy ông mà xảo trá bịp bợm mà ngồi đó chê Việt Nam trong nước. Cái ông về Việt Nam trong nước không có cửa đâu. Cỡ mà mấy ông mà chống cộng mà leo lên trên trên mạng xã hội á, mấy ông không có cửa vô Việt Nam đâu. Tôi nói làm thì tất tần tật, xã hội Mỹ mà mấy ông có được cái nhà cái xe thì mấy ông nghĩ là mấy ông giàu sao? Không phải đâu, ở Mỹ rồi, cái xã hội của nó, con người ta nó quay cuồng. Đời sống ở Mỹ nó rất là quay cuồng. Hiện nay trong tình hình mà ông Trump mà ông đang củng cố lại nước Mỹ đó, ông đánh vấn đề mà thuế má đó, nó ảnh hưởng vào đời sống của người dân rất là mạnh, chứ không phải là giỡn đâu. Nhưng mà người ta phải chấp nhận và chịu tất cả những cái mọi thứ, nó cuộc Đừng sống cây lạm cú như phát những Minh nó Thành tăng, nhá, chứ cây không cú phải là dân dân như Việt mấy Nam thì ông đang mà sướng này mấy ông nhá. nghĩ là mấy ông qua được cái nước Mỹ, mấy ông qua được nước Mỹ là mấy ông giống như mấy ông lên lên được thiên đàng. Xin lỗi, dân ở bên Mỹ rồi cày như là trâu bò vậy. Tôi nói không phải là tôi, nhiều khi không phải là tôi chê, nói là mình đem nghề nghiệp của người này người kia ra sỉ nhục. Nghề nào cũng là nghề thôi, không ai chê cả. Tại vì mấy ông mấy bà mà qua bên Mỹ rồi đó, mấy ông lúc nào cũng, mấy bà mà chống, tôi nói là những người mà chống cộng đoan nổ thùng rỗng Nổ Việt Kiều to, banh nổ trời mà chê bai Việt Nam nổ có banh sống trời, với, đâu có bằng bọn tôi ở đây nổ đâu, banh trời luôn. đúng không? Đi về mà bên Mỹ cài chết mẹ mày. Nói cái này không biết là Mác ngồi nó có treo giò tôi nữa không. Mác nó treo giò tôi hết 3 bữa, tức khủng khiếp, vô nói không được. Nhiều người inbox hỏi thăm rồi mình nói không được, tức khóc quá. Mình chỉ có nói đầu điên nè, cái con nhỏ phản động ở trong nước nó chửi mình tơi bời ba lá luôn, mình nói đồ điên, nó nghiệp hỏi là mình bị treo. Thằng Mác đúng là có nhiều chuyện cứ cười ra nước mắt. Thằng Mỹ nó có cái những cái chuyện, bởi vì hồi xưa tôi còn nhớ đó, người ta nói sao, Úc thì mát, Mỹ thì khùng,
Canada thì điên, tại vì tụi nó làm việc nhiều khi mình Anh biết không có trở tay, thằng không Lê không mà kịp anh tụi sang nó. Mỹ là anh theo ngay, anh đâu có được giàu đâu. Ở Việt Nam anh giàu mẹ tối ngày, cái tối nào cũng thấy anh thiên thằng Nói Lê giàu đúng không? Anh chứ, sang Mỹ anh đâu được giàu. nói bằng á, dân nói hàng nhìn nói hai chữ Việt kiều thì nghe nó rất là hoành tráng đó. Mà nói về bên Mỹ hả, mà tôi nói thiệt chứ cài chết bà cố luôn. Tại vì sao tôi nói là, tại sao tôi nói là người Việt mình hiện nay làm những công việc rất là vất vả, những cái nghề mà những cái công ăn việc làm mà chớp, mà gọi là chớp thơm chớp tốt đó, nó đem đi nước ngoài hết trơn rồi. Cái manufacture của Mỹ đó, từ khi mà thời kỳ mà ở thời ông Bill Clinton đó, nước Mỹ nó đem cái chính sách mà toàn cầu hóa lên bằng, thì nó dời những cái công ty hãng xưởng của nó đi ra nước ngoài hết trơn để làm nó cạnh tranh. Mà thì người Việt mình bắt đầu nhảy qua những cái nghề gọi là phục vụ, làm nail, hớt tóc, mà massage, làm những cái tiệm bar mở như đó, Nói rồi à, xin lỗi hàng. anh Lợi Minh này, nói với mấy tôi nói bây giờ, nói Lợi Minh là Việt kiều ở bên Mỹ nhá, thì tôi nói với cỡ khoảng 5-10 năm nữa thôi, thì cái mà chứ cái đời sống của những người dân tôi nói bình thường thôi ở bên Mỹ ấy, thì lúc đó có khả năng suy so sánh được với những người Việt kiều bình thường ở bên đó, ở bên Mỹ rồi đấy. Đấy, cuộc sống cứ khoảng 5 đến 10 năm nữa thôi ở Việt Nam ấy, thì kinh tế cuộc sống của những người bình thường ở Việt Nam thì lúc đó đã có khả năng là so sánh ngang bằng với những người Việt kiểu bên đó. Tôi nói còn những Nói cái thiệt thành với phần thằng nó Bằng, trung bình khá hoặc khá, tôi thì chẳng, tôi không có nói đúng không, nó hơn là cái chắc rồi. nói thiệt với anh Bằng á, nếu mà nói ra theo cái tôi mà tôi xin nghe, tôi mà đánh giá đó anh Bằng, theo như tôi đánh giá đó, thì hai chữ Việt kiều thì nó chỉ nghe nó mỹ miều vậy thôi, chứ cái người đi bán vé số ở Việt Nam bây giờ người ta sống, người ta kiếm một ngày 100 ngàn trở lên là người ta sống ở cũng cũng coi là cái ok rồi, người ta cũng thoải mái rồi, người ta cũng là coi như là cuộc sống người ta nó cũng bình thường thôi, gọi là dân lao động phổ thông đó. Còn cái người mà Việt kiều mà nói mà bên Mỹ mà dân mà chống cộng đó, đó mà làm một ngày tôi nói với anh 200 đô đi, rồi chi phí ra đâu rồi đó cũng sạch sành xanh, tại vì đời sống ở Mỹ nó Ông rất là ngu thế. cao. Bây giờ Đời cái sống ở thời Mỹ buổi nó rất là này anh cao. xin mày rót mà anh xin ra mày, bây giờ cái nước Mỹ hoặc tất cả các nước khác người ta không cho đúng không? Cái đất nước ông coi như là hiện nay hòa bình thống nhất tất cả rồi, cũng chả có cái vấn đề gì cả mà phải nhận xin mày đúng không? Ông có khó khăn ví dụ ông thiên tai bão lụt hoặc ông bị chiến tranh tàn phá ông đi xin viện trợ, chứ bây giờ xem các bạn xem có nước nào viện trợ không? Đúng không? Ví dụ quan hệ tốt với nhau Cái thì vấn người ta đề ví dụ mà thì người ta mà cái viện trợ xây cho cái cầu cái đường họ kia vớ vẩn thôi, nhưng cái tư tưởng ăn cái bám vấn thực đề tế mà ra tôi nói nói là Lợi Bình, cái tư tưởng ăn bám quả cái bọn nó không bao giờ nó thay đổi được đúng không? Cái gì đất nước phát triển cũng phải đúng đi ăn rồi, xin đúng rồi, nói chung là đúng thấy tụi nó cái tư tưởng của những thành phần mà chống phá đất nước, cái tư tưởng nó rất là ngu, không? nó rất là nó gọi là rất là ngu ngu muội, nói phải nói là rất là ngu muội. Nó nhìn nó ở bên trời trời Tây hay là trời mà Bắc Mỹ thì nó nhìn về Việt Nam mà nó nghĩ rằng cái Việt Nam cái gì cũng tệ hại hết, nhưng mà trong khi đó bản thân tụi nó ở một cái đất nước tôi nói là nước Mỹ đó, nó trăm bề nó trăm Nó đường có thích thì lối, lên trên diễn đàn này nữa chứ nó đâu phải xem là đơn giản tranh là luận ai cuộc ngu sống ở anh Bằng biết cuộc sống ở Mỹ, mua được cái nhà mua được cái xe đó, rồi phải giữ, rồi phải lo, rồi phải trả trả cóp nọ kia tiền đủ thứ mọi cái hết. vâng. Cuộc sống của nó cơm áo gạo tiền, mà một cái đất nước mà như Mỹ đó, nó là một cái đời sống nó cao thì con người ta nó quay cuồng, nó quay cuồng. Trong khi một cái đất nước Việt Nam, người dân Việt Nam người ta làm, người ta sống, nói chung dù người ta ở ở những cái À, thành mẹ phần tao mà năm mấy trung tuổi lưu răng nó Việt Nam đi, đen này. người ta người ta Này, xin lỗi nhá, cái chuyện mà nói về cái răng ấy, hiện nay ở Việt Nam làm răng nhiều lắm, làm răng rất là rẻ, những Việt kiều các thứ về đây làm răng rất là nhiều. Đấy, đừng có cái nói ở chuyện bên Mỹ về đây rẻ nó làm thì mình ok thôi, không vấn đề gì cả. cái Nói về dấu cái gì vấn đề mà răng. Hết cũng trò nói rồi, chú Phong. Mai chú Phong về Việt Nam thì làm răng rẻ lắm, ở chỗ mà number one ở đường mua A2 rất rẻ.
Cái giống gì nó cũng chê được hết Cái trơn. Cho nó cái gì răng nó nó cũng chê? Chê cả răng chê. đen. Khiếp thật. Như qua Mỹ nhiều khi nó bằng đi là 1 năm 12 tháng, khi nó chưa dám đụng tới cái răng nữa. Nhớ mà dân lao động phổ thông đó, không có bảo hiểm đó. Nói thiệt với anh Bằng, mà không có bảo hiểm đó, đụng vô mà nói gì vấn đề mà đi nha sĩ ở bên Mỹ á là hơi bị mất luôn á. Nó là không dám, nhiều khi mà nhổ răng hay là sửa cái răng là cũng phải chạy về Việt Nam để đăng bài sửa. Chạy về Việt Rồi về Nam để răng đăng anh bài này. hai sửa cái răng. Này, xin lỗi nhé, này, cười này, răng này, răng đối với người nhá, cỡ khoảng độ 54 5 năm tuổi là như thế là đẹp rồi đúng không? Nói chung tại vì mình hút thuốc thì răng nó đen, cái đó Đây là đây hút chuyện thuốc bình rồi, thường suốt thôi. ngày hút thuốc rồi đấy, mà răng cũng không đâu nổi đen đúng không, vẫn cứ vẫn còn trắng, còn răng nó xỉn đúng không, còn cái nào còn ra cái đấy đã dụng cái nào đâu. Nói Đúng là bó tay mà bọn tàu cộng rồi đến răng đen, mẹ cũng không còn cái gì để nó nói. anh Bằng làm tôi cười nữa. Bó tay mấy ông chờ chống cộng Bố luôn tay sống cùng mấy rồi. ông. Không biết hỏi nữa mấy ông, có ông chê cái gì nữa đây, làm không biết về Này Phúc trên cái đó phim đề tài là gì hiện dành nay nhiều đề á, tài quá chừng luôn. nói chung là bạn Rồi thì chị chưa đưa cái gương mặt ra cho nên vẫn về Việt Nam được đúng không? Về đây tôi giới thiệu cho cái chỗ number one đường 32 làm răng rất rẻ. Bây giờ đấy. Chứ còn bạn mà làm răng bên Mỹ là bạn không có tiền, đủ tiền đâu mà làm răng được đâu. cười quá. Đời, nói chung á, mấy nói chung Việt Nam bây giờ đời sống người ta nó bằng rất là thoải mái, người ta làm người ta cũng nghỉ trưa và người ta cứ Cũng tăng tăng vừa thôi làm vừa, anh nói ạ. chung người Việt Nam của mình á vừa làm vừa Ấn Độ, ngay cả tôi nói với Mỹ á, anh Bằng nói nó coi trên tin tức nó nói sao tao thấy, nó nói sao tao thấy có cái nước nước nào làm sao cái trưa cái họ đi ngủ mấy tiếng mà họ mày nó Việt Nam tao chứ đâu. Tôi nói Việt Nam tao chứ đâu, nó cười nó nói sao mà đã vậy, sao thích quá ha. Nói ừ người ta sống vậy đó, người ta quen rồi, làm là phải nghỉ trưa, à là ăn ăn trưa đó rồi đi ăn lunch tới 2 tiếng rồi take a nap là phải nghỉ trưa. Nó cười nó nói Rồi. đã ha, ở Mỹ hàng người ta làm ở giờ là 8 tiếng là phải 8 tiếng, 10 Quốc tiếng là Nguyễn 8 về đây tiếng, nhá, 12 không tiếng cần là về ra đấy, 12. cứ inbox cho tôi. Thấy chưa? Về Việt Nam cứ inbox cho tôi. Chứ bạn vừa nãy bạn bảo ở Hà Nội, nhưng bây giờ bạn bảo tháng 7 bạn về Việt Nam. Bạn về đây bạn ăn bốc cho mình, là người Việt Nam cả mà, mình ngồi mình tranh luận cái vấn đề coi như phải trái nọ kia tất cả thứ. Tôi chỉ giới thiệu sơ sơ, tôi ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, bạn về Việt Nam, bạn về sân bay Tân Sơn Nhất, bạn đến cái khu vực chợ Bến Thành đấy, bạn inbox cho tôi. Uống cà phê mà cần thiết nhậu nhẹt, bạn thích cái gì tôi chiều bạn kiểu đấy. Đấy. Bây giờ tôi nói các bạn ở Việt Nam, tôi nói anh đợi mình nhé, mình cứ nói chuyện vui thôi. Hiện nay ví dụ mọi người xem bóng đá đúng không? Cái trận từ 1 giờ đến 3 giờ sáng đúng không? Sáng sau cần thiết. Ví dụ như tôi làm tư nhân thì tôi cần thiết tôi ngủ luôn buổi sáng mai luôn. Đấy, thoải mái. Nhưng bây giờ mọi người ở bên Mỹ ví dụ xem bóng đá như tôi, sáng mai 6 giờ dậy phải đi làm. Mắt mờ ra, đâu có dám xem trận 1 giờ đến 3 giờ sáng đúng không? Đấy. Ở Việt Nam nó có Đúng khó như rồi. thế. Đúng Ví dụ như rồi. là không, tôi làm nhà nước thì Đúng tôi rồi. nói, nhưng hiện nay tôi làm tư mình tôi thì tôi cần thiết là ví dụ cái công việc tôi dừng lại để tôi ngủ, tôi xem bóng đá 1 tháng đấy. Cho nên là đấy là những cái sướng của người Việt Nam. Nói chung là cuộc sống Việt Nam và đời sống Việt Nam nó vẫn còn, nó phải nói là nó còn rất là dễ chịu và nhàn nhã, nó chưa có đi vào khuôn khổ lắm đâu. Người dân Việt Nam của mình sống vẫn còn cái phong tục tập quán cứ từ từ, không có phải quá chừng mà vội vã, họ vẫn còn sống cứ làm từ từ rồi vừa làm rồi hưởng thụ. Cái ở như ở vùng nông thôn nông quê như miền Tây về, tôi về làm mới là chiều, hay bắt được con cá rô hay là đập được con rắn là cũng kéo nhau lại Đúng rồi nhậu được. nhậu. Nhiều khi à, giờ không phải nhậu vài ba ly ngồi nói chuyện, rồi nhiều người họ cầm cái đờn rồi cái hát tò te tí tí rồi bắt đầu vui hết một buổi chiều, bắt đầu ngày mai họ thức dậy và họ đi làm tiếp và cuộc sống nó đi vào như vậy thôi. Việt Nam nói chung là nó không, nếu mà so về cái đời sống mà và vấn đề mà thoải mái á, Việt Nam vẫn thoải mái hơn nhiều. Còn Mỹ người ta làm á, về hành chánh hay tất cả mọi công việc thì làm nó đi vào cái khuôn khổ lắm.
Tôi nói mà mấy ông mà đi làm mà dân lao động phổ thông á, làm là hả giờ Đúng giấc, rồi, nhiều đấy người xung phải đi phong làm này, gọi là lương bấm anh thẻ ấy nữa. hiện nay ấy, nói với xung phong, xin lỗi anh Lợi Minh, tôi nói xung phong này, lương anh hiện nay ấy, là anh thuộc Anh dạng cứ nói phi mà. hội viên cao cấp, thấy chưa, cao cấp, cho nên là lương tháng không phải được 3 củ mà được 30 củ, nên sống thoải mái, cho nên là bây giờ cứ làm live đến cỡ khoảng 1 giờ là hết rồi, thế là mình giữ động viên cao cấp mà được 30 củ, sống sướng thoải mái đúng không? Đấy, cho nên là xung phong về đây anh sẽ đào tạo thành dư luận viên như anh ấy, thì thấp cấp một tí thì cứ khoảng 10 củ 20 củ là sống thoải mái rồi. Nói chứ mấy ông mà Việt kiều mà chống cộng, mấy ông lên này mấy ông chê, nhiều khi tôi nói mấy ông mà mua được cái vé mà đi về Việt Nam thôi là mấy ông cũng phải mòn mỏi, phải làm, phải Chào tính năng trước động. tính sau. À, đi về Việt Nam là cũng phải tính trước tính sau, về rồi là bao nhiêu tiền thế này thế nọ, chơi được mấy mấy tuần là bắt đầu cháy túi, là bắt đầu về Mỹ là phải đi cài cài tất tần tật rồi. Đó, nhiều nhiều anh đi về Việt Nam thì lúc nào cũng vậy, hào hởi lắm. Rất là hào hởi, Bây giờ tại nói tiền đâu muốn làm Việt Gian, xong tôi không rồi, phải làm Việt Gian đâu, ngồi đây mà làm Việt Gian được thì là ấy quá đúng không, xong muốn làm rồi Việt cháy Gian. túi rồi lúc mà bạn về á, bạn về ngồi anh nào anh ấy buồn, hỏi sao rồi, nói giờ về buồn quá, buồn giờ về phải đi Đợi 30 cài củ làm kiếm thoải mái. tiền tiếp. Nói chung thì bây giờ mấy ông mà chê Việt Nam, tôi nói là mấy ông rất là cổ lỗ sĩ, mấy ông rất là cổ lỗ sĩ, mấy ông không có về sống với người dân trong nước, hay là những cái cuộc sống mà sống chừng 3 tháng thôi ở Việt Nam sẽ thấy, hay là tôi nói 1 tháng, nếu mà mình sống mà bình dân giản dị mình đi mình sẽ thấy, chứ không phải như mấy ông mà ở qua được tới bên Mỹ rồi mấy ông giống nghĩ là mấy ông lên tới thiên đàng, không có đâu. Tôi nói nước Mỹ bây giờ nói chung đời sống nó chật vật dữ lắm, ngay cả tôi nói cái ngành nail bây giờ, họ mấy người dân nail bây giờ họ làm 10 tiếng 12 tiếng, làm tất tần tật 6 7 ngày một tuần, dân mà lao động mà phổ thông, còn dân mà đi làm mà hãng xưởng thì bây giờ đâu còn bao nhiêu đâu, hãng xưởng giờ ít lắm anh Bằng ơi, hãng Đúng. xưởng tại hàng Mỹ nó đưa cái manufacture về vấn đề mà sản xuất đó, nó đưa ra nước ngoài hết trơn rồi, nó đưa qua China, nó đưa qua Việt Nam, nó đưa qua những cái quốc gia khác khác hết trơn à. Ngay cả gần đây hàng hàng hãng Honda mà xe của hàng Davidson đó, Harley Davidson đó, đó cũng phải đưa ra bên châu Âu để đặng mà nó sản xuất, tại vì nó cạnh tranh không không nổi, với lại cái trong nước nó không có cái tiêu thụ yếu quá, mà trong khi đó bên những cái châu Âu thì nó tiêu thụ nó mạnh. Và hằng nó cũng phải đưa đi để đằng nó kiếm cái nguồn lợi của nó, bọn tư bản mà, chứ nó đâu có ở trong nước mà nó tạo công ăn việc làm, mà những cái công ăn việc làm mà thoải mái như thập niên, và tôi nói khoảng thập niên Trời ơi, bây 90 trở giờ lên đó nói thì đồng Lợi ý. Minh cũng muốn muốn thành cộng sản cũng không thành được đúng không? Bây giờ mạnh Lợi Minh bây giờ muốn nó trở thành cộng sản thì ai cho Lợi Minh làm cộng sản đâu? Mình cứ nghĩ là làm cộng sản mà dễ lắm rồi. Đó. Anh như tôi dư luận viên Trở cao thành cấp một đây mà người bây giờ mà cũng không không được là Việt Cộng, không được là cộng sản Lợi Minh. muốn thành một người cộng sản đâu phải là dễ đâu, Nó phải là dễ lý lắm. lịch và những vấn đề mà mình phải là hiểu về vấn đề mà chính trị, và nó rõ ràng đâu có đó, chứ không phải phản bác lại những cái gì mà của những người mà chống cộng cực đoan đó, là nói là cộng sản hay là dư luận Đúng. viên, cái đó rất là ấu trĩ, cái đó rất là ấu trĩ. Tôi nói cho mấy ông biết, ngay cả một người mà đảng viên mà lên trên mạng mà nói tầm bậy tầm bạ, không phải nói mà giống như là tham gia mà không có đúng cái đường lối là cũng bị khai trừ đảng đó, chứ không phải giỡn đâu, đâu phải giỡn đâu, trở Cũng thành một tưởng đảng ai cũng viên phải là làm Việt Cộng được, cũng làm Cộng sản được. Hiện cỡ tôi đây cũng chưa được làm Cộng sản nữa. Lợi mấy Minh. ổng suy nghĩ không anh Bằng ơi, tự mấy Vâng. ông suy nghĩ rồi. Bởi nhiều cái những người chống cộng họ họ có những cái đầu óc rất là kỳ lạ, cái gì họ cũng chê, cái gì họ cũng đem ra cái xã hội Việt Nam họ cũng nói được hết trơn, phải nói là mà nói không có một cái bằng chứng, nói không có một Mẹ hôm cái gì nào để mà phân chứng tích minh về hết cái trơn, vấn đề mà cảm tích cực kia nó phân tích cho thằng Vũ Capri biết. nó theo cảm tính đúng không đấy. Thì bây Vâng. giờ nếu mà chia sẻ theo đề tài thì anh Bằng lại, sớm giờ thấy anh Bằng nói rất là nhiều đề tài.
Thì chắc là cũng giờ gần hết rồi hả anh Bằng hả? Không, giờ thì hiện nay còn gần nửa tiếng nữa. 5 đến Còn nửa 9 tiếng giờ nha, thì ok. kém chứ. Vâng. Còn Ok, gần nửa vậy thì tiếng chia nữa. sẻ tiếp. Thì nói chung thì mình nói về biển đảo thì Việt Nam của mình cái gì mình giữ được thì mình giữ được bao nhiêu đó thôi. Còn hồi ngày xưa tại vì mấy thằng cường quốc nó vào Việt Nam mình, nó làm tan nát đất nước mình hết, để Việt Nam mình trở thành một cái sân chơi để cho tụi nó quậy phá thôi, không được thì nó bỏ nó chạy và mình bị mất biển đảo. Nếu mà thằng Trung Quốc năm xưa mà nó không chiếm được hai cái Hoàng Sa và Trường Sa thì ngày nay thằng Trung Quốc nó đâu có cửa để đặng mà nó hoành hành ở Biển Đông đâu. Nói chung là cũng do thằng Mỹ nó tạo nên một cái sân chơi của nó, rồi cuối cùng nó kiếm cách nó bỏ của chạy lấy người, và nó để tôi, đối với tôi là hai cái đảo của mình bị mất đó, là dưới ngụy Sài Gòn. Và còn đảo Gạc Ma sau này mình bị mất đó, lúc đó mình đang bị yếu thế, ngay cả khối Liên Xô lúc đó, Liên Xô họ họ cũng không dám mà động động tĩnh luôn, mà tại thằng Mỹ nó chờ cơ hội. Nếu mà Liên Xô mà nhảy vô giúp Việt Nam mình mà ở đảo Gạc Ma lúc đó đó, là thằng Mỹ nó sẽ ra tay nó đập Liên Xô, để nó sẽ giữ sử dụng cái cơ hội đó. Cho nên chị em các bạn biết thằng thằng Trung Quốc nó quỷ quyệt lắm, nó lợi dụng những cái cơ hội mà yếu kém của Việt Nam mình trong lúc mình đang gặp khó khăn, mình đang bị bao vây kinh tế nữa. Đấy, và nó lợi dụng những cái cơ hội đó để đặng mà nó chiếm cái đảo Gạc Ma của mình. Như bây giờ anh chị các bạn thấy đố chàng Trung Quốc dám chiếm không, dám, nó không dám chiếm đảo của Việt Nam. Vì vấn đề mà hiện Bây nay giờ nó mà như nổ tôi súng nói anh kiếm. Minh, hiện nay những cái đảo Việt Nam ấy, hiện nay đã cắm mốc chủ quyền rồi, thì thằng chơi Trung Quốc nó dám lấy ông, ví dụ mấy cái đảo Nam Yết Nó rồi không cái đảo dám. vâng, thì đâu dám lấy, hoặc là những cái đã cắm mốc chủ quyền rồi thì là thằng Trung Quốc nó không dám lấy nữa. Cái thời gian cái đảo mà ví dụ như anh Lịch anh vừa nói cái đảo Gạc Ma hoặc cái đảo mà Côn Lôn chẳng hạn, cái thời gian đó là bắt đầu là chưa ai cắm mốc chủ Đảo quyền chìm. cả, mình bắt đầu mình mới bắt đá lên, thì thằng Trung Quốc thì thời gian đó nó cố tình nó chiếm, vì là một, những cái vị trí cái đảo gạc cái đảo chìm với Gạc Ma với Kulin với này này Nhân Lao á, thì nó có một cái vị trí chiến lược rất là quan trọng đối với cái quần đảo Hoàng Sa ở Trường Sa. Đúng rồi, Đấy, vâng, đúng thì nó bắt đầu nó mới đúng, cố tình nó chiếm thì nó mạnh hơn thì mình phải chịu thôi. nó mạnh hơn vậy, lúc Đúng đó nó rồi. lợi Cái dụng hồi mình đó đang bị tranh cô nhau lập anh đó. hiểu không? Ở mức độ những cái tranh nhau thôi. Thì tại vì lúc đó nó lợi dụng Vâng. mình phải chịu thôi, mình Đúng. không có cách nào mình giữ nổi thì mình mất cái đảo Gạc Ma. Thì Vâng. nói chung là bây giờ những cái đảo nào mình giữ được, và Việt Nam mình cũng Đúng đã rồi, mình giữ dồn được hết thì sức thôi. lực để Cơ bản đặng tôi mà nói mở anh, rộng hiện nay đảo. 41 đảo và điểm đảo hiện nay mình đang giữ mà mình cắm cờ chứ cắm mốc chủ quyền ấy. Thì hiện nay thì hồi đấy từ năm 1990 đến bây giờ thằng Trung Quốc nó có chiếm cái đảo nào mà mình cắm mốc chủ quyền đâu, đúng không? Chứ ông bạn các bạn phải Đúng nghĩ rồi. là cái chuyện mà ở quần đảo Trường Sa là cái sự tranh chấp của 6 nước và vùng vùng lãnh thổ, còn Hoàng Sa là tranh chấp giữa mình và Trung Quốc, đúng không? Trung Quốc nó cái chỉ triển khai các khí tài quân sự nọ kia tất cả thứ thôi, đúng không? Chứ còn nó khai thác tài nguyên ở đấy cũng không dám khai thác đấy, hoặc là ở kể cả Trường Sa Hoàng Sa đều thế cả đấy, cho các bạn phải biết biết như thế. Cho nên hiện nay đánh đã là tranh chấp thì là không ông nào được quyền, coi như là cái chuyện mà ví dụ ông mang vũ khí tất cả các thứ ra đấy thì chẳng qua là ông mang nén ra thôi, rồi quốc tế ví dụ Mỹ các thứ phát hiện được người ta lên án thôi. Mà ví dụ ngoài Trường Sa mình đang quản lý những cái đảo lớn đấy, mình vẫn cứ đưa dân ra ở xây nhà chùa này cái chùa nọ kia, hoặc là mình vẫn mang cái vũ khí chống hạm ra ngoài đó anh ạ. Cho nên là cũng bị các nước khác phản đối, nhưng mà thôi cái chuyện phản đối mà cái chuyện thì mình làm mình âm thầm mình vẫn cứ làm đấy, là để giữ cái chủ quyền biển đảo ở cái vùng tranh chấp ở ngoài Trường Sa. Cho nên là mấy cái bọn ba que chúng nó ở bên kia chúng nó biết đâu mình coi như là một cái đất nước đang phát triển kinh tế hiện nay cũng cũng nói chung là cũng không phải là giàu có lắm, nhưng mình đầu tư cho cái chuyện mà ở ngoài Trường Sa rất là nhiều, tôi nói Hơi bị nhiều đó anh anh. Bằng, rất là Vâng. nhiều đó anh Bằng. Dạ. Phải nói là nhìn về những cái chủ quyền biển đảo của mình bồi đắp tới nỗi mà thằng Mỹ nó cũng phải ngạc nhiên chứ không phải là giỡn đâu. Anh Bằng biết là mình dưới những cái kinh phí đó, với những cái sức lực đó, là phải nói là mình phải nói là rất là giờ là hay chứ không phải là, Dạ. tại vì một số những người mà chống cộng cực đoan họ không dám nhìn vào cái sự thật đâu. Bởi vậy anh Bằng thấy khi mà ông Nguyễn Phương Hùng và ông Lập đồ những người mà của chế độ cũ mà họ chống cộng cực đoan đó, khi mà họ được mời về Việt Nam mà đi ra đảo ngay bà Phùng Trị Châu cũng vậy, họ thấy họ mới giật mình,
họ Cái thấy thằng là này họ cái rơi. giàn khoan 981, chúng nó chỉ kéo đây nó khoan thăm dò thôi, chứ chưa thằng nào khai khai thác được dầu mỡ ở cái quanh quần đảo Hoàng Sa. Tôi nói bây giờ mày xin lỗi với Trung Quốc, bây giờ ví dụ có dám mang tất cả giàn khoan sang mày khoan dầu, mày khai thác dầu ở quần đảo Hoàng Sa không, đúng không? Đấy, cho nên tôi nói với Nói cho cái thằng ấy mới hiểu. Vừa rồi nhá, tôi nói anh nhá, thì có một cái ông thiếu tướng của một cái trường mà chính trị ở Trung Quốc ấy, với đề đạt chính phủ Trung Quốc, và thôi bây giờ coi như là mình hiện nay giữ cái quần đảo Hoàng Sa rồi, đúng không? Thôi bây giờ làm sao mà nói Việt Nam ấy, tức là cho Việt Nam 200 tỷ đô la để Việt Nam lờ cái Hoàng Sa đi, để cho coi như là Trung Quốc khai thác hoặc làm cái gì ở quần đảo Hoàng Sa một cách coi như là không bị Việt Nam cản trở nữa, đúng không? Nhưng mà đấy là cái gọi cái đời đề nghị thôi, chứ Việt Nam làm sao mà đồng ý, đúng không? Đấy, cho nên là cái chuyện với Trung Quốc hiện nay, người ta cũng tất cả các nước Đông Nam Á hiện nay nhé, nếu mà Trung Quốc có kiềng mặt ai nhé, chỉ có kiềng Việt Nam thôi chứ không kiềng mặt ai, đúng. đúng rồi, tại vì Việt Nam giữ cái chủ quyền pháp lý đó, nó có trong bản đồ và nó có trong lịch sử rất là rõ ràng, cho nên Trung Quốc nó chỉ là sợ nhất là Việt Nam thôi, ngay cả Phi, Malaysia và những cái quốc gia khác mà nó cũng tranh chấp đó. Nó chỉ tranh chấp tại nó gần gần bên tụi nó thôi, chứ nó không có một cái bằng chứng lịch sử gì cả. Còn Việt Nam là bằng chứng lịch sử rất là rõ ràng, từ hồi mà mình khai lập quốc là mình đã có những cái chủ quyền, mình đã gìn giữ rồi. Vua cha mình ngày xưa đã cấm cọc giữ rồi, mình có đủ hồ sơ chứng cứ chứ không phải là không. Còn ngày hôm nay Trung Quốc nói chung thì họ biết được cái Biển Đông nó rất là quan trọng đối với họ, cho nên họ tìm đủ mọi cách để đặng mà chính quyền Trung Quốc nó chiếm lấy và nó giữ lấy. Và nói chung thì tôi thấy thì nó cũng không phải Đừng, đơn giản như Trung tôi Quốc nói lại bên với tất cả các luôn bạn này, muốn chọn nhiều cái khi Biển mình Đông. cũng đừng cứ nói với cái gì áp vào Trung Quốc. Bây giờ tôi nói, các bạn nhé, nếu mà mình cứ tính về lịch sử, cái đất nước Đại Việt mình từ đâu ra, đúng không? Sau đó coi như là cái đế quốc Sampa đã bị xóa sổ trên 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 cái bản đồ Việt Nam, anh cũng nhận không, là do ai, do đất nước Đại Việt mình, đúng không? Sau đó lấn vào bên trong Đúng rồi. cái khu vực Sài Gòn bây giờ vào cái đồng bằng sông Cửu Long. Còn bây giờ tôi nói các bạn nhé, cái thời Minh Hương chẳng hạn, cái đảo Phú Quốc và cái vùng mà Hà Tiên do người nào khai phá, cái hồi đấy nó là vùng đất hoang do Mặc Cửu, đúng không? Nhưng mà bây giờ ví dụ nó liền Việt Nam mình cũng cái Hà Tiên cũng là cái cùng giải trong đất nước mình và cả Phú Quốc thế thôi, đúng không? Đấy thì tôi nói các bạn là cái đất Hà Tiên và cái đất Phú Quốc là do người cái ông Mặc Cửu là người Hoa người ta khai phá, đúng không? Chứ bây giờ tính ra thì bảo người ta khai phá người ta được, giờ Trung Quốc nó đòi thì làm sao, đúng không? Đấy, đấy là những cái gọi là những lịch sử mà bây giờ tức là nó để lại thế, cho nên là mình cái gì mình đừng có mang Trung Quốc ra mình chửi bới Trung Quốc hoặc thế này thế khác, đúng không? Tất nhiên mình không nói là Trung Quốc là một cái thằng tốt, nhưng mà nói chung là mình cũng biết à, Trung Quốc là người như thế thì mình có cái sự cảnh giác đối với những người những cái chính quyền Trung Quốc hiện Nói nay. chung Còn cái chuyện mà phát triển kinh tế quan hệ, để mà phát triển kinh tế thì mình vẫn cứ quan hệ. Cho nên tôi nói với các bạn là không có kẻ thù nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích quốc gia, lợi ích tổ quốc là vĩnh viễn thôi. Vâng. Còn cỡ khoảng 4 phút nữa anh lại bên. ok, nói chung là mình chống lại những cái mà chính Đúng rồi. quyền Trung Quốc họ lấn áp mình thôi, chứ người Dạ. dân Trung Quốc họ vẫn là bạn của mình, tại mình với người dân Trung Quốc mình vẫn làm ăn và giao thương họ. Mình chống lại những cái chính sách của chính quyền Trung Quốc họ sử dụng nó không có đúng đắn và nó không có tính cách chèn ép quyền lợi quốc gia mình, thì mình chống lại những cái điều đó thôi. Người qua họ đi sang Việt Nam họ cũng khai quang và họ cũng khai phá cái khu vực Việt Nam mình rất là nhiều. Nói chung là cái khu vực cái người qua họ cũng bỏ nước họ đi và họ đến Việt Nam họ lập nghiệp và họ cũng trở thành người Việt Nam mình thôi. Và hiện nay họ sống cả trên thế giới chứ không riêng Việt Nam, cho nên chúng ta không có cái gì mà gọi là kỳ thị người 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 qua cả. Người qua họ Nói vẫn do thằng là Joseph bạn của hỏi này, mình. hiện nay Trung Quốc chiếm đất Việt Nam ở chỗ nào? Tao hỏi mày, mày chỉ chỗ tao đi, đúng không? Chiếm đất Việt Nam ở chỗ nào? Chỉ chỗ. Bây giờ Hoàng Sa, Trường Sa bỏ đi, còn trên đất liền Việt Nam, đảo Việt Nam, từ ở trên từ bản đảo Bạch Long Vĩ rồi Cát Bà vào xuôi vào Cồn Cỏ rồi đảo Lý Sơn rồi Cù Lao Chàm vào đây là côn đảo hoặc là Thổ Chu, Phú Quốc, tất cả thứ đấy. Trung Quốc chiếm thế nào, nói ra nói nhanh, mày cứ ngồi đấy mày cứ nói ào ào chiếm chỗ nào, ngoài Nha Trang các thứ, Còn, hoặc là nó còn. mua đất ở đâu, chủ quyền của mấy thằng Trung Quốc mua chỗ nào, đến đây lấy dẫn chứng đứng đây rồi
hoặc là dẫn tao ra đấy, tao sẽ mất toàn bộ tài sản. Ngồi cứ nói ào ào ấy, nói như Trong để suy khi nghĩ. Vâng. nói mà không có bằng chứng, mà trong khi đó Trung Quốc nó mua nước Mỹ, nó mua gần hết nước Mỹ luôn. Hiện giờ Trung Quốc là chủ nợ lớn của Mỹ luôn, thằng Mỹ nó cũng đâu có sợ đâu. Đấy, Việt Nam thì còn cho thuê, chứ Trung Quốc thì, Mỹ thì nó bán đất. Đúng Cho không? nên mấy ông mà những người mà chống phá đất nước, họ có những cái sự ấu chỉ của họ, những cái mà họ đưa ra trên tất cả những cái diễn đàn mạng rồi toàn là Trời ơi, xảo bây trá. giờ Vũ cái gì Còn nhá, bây giờ này sẽ có người ấy về đây, thấy chưa, chỉ đây chỗ này là đất của thằng Trung Quốc, Việt Nam giấy chủ quyền nhá, cái sử dụng khác, chủ quyền khác nhá, thấy chưa, tôi sẽ mất toàn bộ tài sản, chứ còn bản chỉ ông được cái gì, đúng không? Mẹ ở bên Mỹ cứ nghe mấy cái thằng nó nói xạo xạo, luật đất đai Việt Nam hiện nay chưa bán đất cho những người nước ngoài đấy, Việt kiều mà không có quốc, không có hai quốc tịch cũng không được mua mua nhà kèm đất ở Việt Nam đúng rồi, đấy, đúng rồi, Việt kiều mà còn chưa được ưu đãi, chưa được ưu Việt đãi mua kiều đất, chỉ mua được mua chung cư thì được, mua đất thì phải nhờ Việt người kiều Việt mà Nam còn mua. Việt kiều mà còn chưa ưu đãi, nên nói chi Việt kiều mà về mà nói chung mà mua nhà đồ á là phải có hộ khẩu rồi giấy tờ thường trú ở Việt Nam mới mua được, rồi có giấy phép công dân rồi mới mua được, hay là được ưu đãi đặc biệt nào đó rất là hiếm. Chỉ mua được một cái nhà để ở thôi, chứ cũng không có được gọi là theo dạng gọi là đầu tư nữa, chứ đâu phải là giờ là giỡn đâu. Nói chi mà những người như là người Trung Quốc mà sang Việt Nam mà mua đất Việt Nam, họ làm gì có cửa, họ thuê, họ làm ăn, họ mua bán thì họ kinh doanh, thì cái đó là chuyện bình Không, Lan thường Ngọc thôi. có 12 hải lý thôi, Lan Ngọc, chứ không phải là 20 hải lý. Tất cả là ở đảo, xung quanh đảo mình công nhận ra là 12 hải lý. Ví dụ cái đảo đó chủ quyền của mình chẳng hạn, thế giới công nhận thì là từ ấy ra là tính như 12 hải lý, chứ không phải 20 hải lý. Cái công văn của ông Phạm Cái Văn việc Đồng cũng công nhận một điều như thế. mình chỉ nói chung cái công văn của ông Phạm Văn Đồng viết rất là khôn khéo anh Bằng, cái công văn nó viết rất là khôn khéo, cũng Đúng rồi. chưa phải gọi là hoàn toàn là công nhận nữa. Còn ông chưa Vâng. ông không tại vì thằng ông Chu Văn Lai ông chơi ông ép mà Việt Nam mình Hết thôi. giờ. Ok anh Hết Bằng, giờ. Vâng. ok thôi gì chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha, hẹn gặp sau. Rồi Đề tài thì nhiều nhưng mà có cơ xin hội. chào.